Vợ, chồng món đi, chồng nấu cho. Ủa mà sao mấy cái thăm này nó có ăn món hay chồng? Chồng đang thèm. Ơi là trời, cái món tủ của tôi mà đòi nấu. Thôi rồi đây, tôi nấu cho. Cũng hề là vợ có lô ship, thì món gì cũng có. Bây giờ chỉ cần ngồi ở nhà đi chợ online là an toàn nhất. Ngoài thanh toán tiền mặt, lô ship còn thích hợp thêm 5 phương thức thanh toán để giúp người mua hạn chế tiếp xúc với shipper trong mùa này. Anh shipper sẽ để hàng trên bàn giao nhận. Mọi người yên tâm là các bác tài đều đảm bảo tiêu chuẩn 5K. Và nhớ là xịt khuẩn khi nhận hàng. Chân gà sau khi rút xương, Thanh sẽ làm sạch với muối và chanh, rồi đem rửa lại nhiều lần với nước. Sau đó thì luộc chân gà với một ít muối và xả hành đập dập. Luộc khoảng 7 phút rồi thì mình vớt chân gà ra. Với nửa ký chân gà thì Thanh sẽ ướp theo công thức ở trên màn hình. Mọi người có thể gia giảm lại tùy theo khẩu vị của gia đình nha. Khuấy đều cho hỗn hợp tan hết. Thanh phi thơm tỏi rồi cho thêm một muỗng sa tế. Đảo cho tỏi vàng rồi mình cho cái nước sốt lúc nãy vào. Rồi mình cho chân gà vào đảo đều. Thanh cho thêm một muỗng canh nước luộc chân gà và một muỗng canh nước lọc. Rồi mình đun trên lửa nhỏ đến khi nước sệt lại là được. Như vậy là xong món chân gà sốt sa tế rồi nè. Nhìn cái màu đẹp quá trời luôn. Thanh trang trí thêm một ít lá quế cho thơm. Chân gà thì giòn sần sật, quyện cùng vị sa tế cay nồng. Đảm bảo bạn sẽ ghiền cho coi. Mọi người muốn video sau Thanh làm chân gà gì thì hãy để lại comment nha. À, mọi người nhớ tải app Loship để đi chợ online cho an toàn.